kênh của Nghe Audio. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến anh em một cái dòng đẩy vừa về bên em, đấy là dòng đẩy Smack Sound MT4001, một thương hiệu Smack Sound của USA. Đấy, thiết kế mạch ở USA hàng chất như này. Đấy, một cái nguồn đồng 100% mà chạy 6 con tụ. Đấy, 6 con tụ 100V anh em nhé, tụ điện áp rất cao, 100V. Và con này nó sử dụng cái công nghệ độc quyền của cái thương hiệu Smack Sound này, cho nên nó đưa ra công suất rất là sạch. Anh em có thể tham khảo ở đây, mình sẽ soi rõ cho anh em xem. Trước tiên mình sẽ xem cái phần mặt của nó trước này. Đây là phần mặt của nó, mặt phay nhôm nhé. Mặt phay nhôm bóng sáng luôn, nhôm pha đen, thương hiệu Smack Sound Professional. Đấy, mã hàng MT4001. Đây là hai cái nút chỉnh kênh nhé, hai nút chỉnh kênh này, AB, decibel đây, đấy, từ âm vô cực cho đến cộng 32 decibel này. Đấy, con này tí nữa em sẽ lau lên là nó sáng bóng luôn anh em nhé. Còn đây còn chưa kịp lau cơ, mình quay luôn cho nó nóng luôn cho anh em. Ở dưới cái mặt đèn led này thì sẽ có báo là báo nguồn này, signal là tín hiệu này, báo clip này và báo protect. Khi anh em bật thì mình tắt, bật tắt nguồn, đây, bật tắt nguồn bên góc này. Đấy, hàng rất đẹp nhé. Tiếp theo cái phần nội thất này thì cấu hình con này nó chia ra làm hai, một cái phần mặt trước này nó là phần nguồn này của công suất này, thì nó có một cái biến áp, có một cái biến áp đây, một cái biến áp tròn xuyến nguồn đồng 100%. Mà biến áp này thì nó rơi tầm khoảng 17 cm, 17 anh em nhé, và nó chạy có 6 con tụ này có dung lượng điện áp là 100V và dung lượng 6800 microfarad. Đấy, sử dụng những các cái con dơ le, nó đều đặt dơ le nguồn đặt ở đây hết. Đấy. Và anh em có thể xem là cái phần mạch sau, phần mạch công suất của nó này, nó thiết kế là nó sẽ ngửa hết những cái tụ trở lên, ngửa hết tụ trở lên nhé. Còn cái sò thì nó úp xuống, cái miếng nhôm ấy thì nó úp xuống. Đấy, thường những con đẩy khác nó sẽ úp sò lên trên và ấy nhé, nhưng con này nó dồn theo kiểu này. Mạch vỉ màu xanh tím than anh em nhé, màu xanh tím than rất đẹp luôn. Chạy chở sò, chở công suất là những con chở màu xanh lục. Đấy, chở 4-5 vạch màu. Đấy, trên những cái con này là con đèn kích này, con đèn kích được gắn vào những cái con nhôm mạ vàng rất là đẹp luôn. Đấy, phía sau đấy là những cái đường ra công suất, đường tín hiệu vào. Xin cho anh em xem. Ở phía này thì do là cái cấu hình của con đẩy này ấy, thì nó sẽ sản sinh ra nhiệt rất là ít, nên là nó chỉ thiết kế hai quạt làm mát thôi, hai quạt làm mát để thổi từ bên này, để thổi hắt ra đằng sau. Đấy, cho nó mát toàn bộ cái đẩy. Thì cái khuôn viên của con đẩy này thì nó đã chia ra làm hai phần rồi. Đấy, phần thứ nhất nó sẽ hút nó đẩy ra ngoài, tối ưu hóa cái việc tản nhiệt cho con đẩy này hoạt động một cách trơn tru. Cho anh em xem về cái phần mặt sau của con đẩy này. Đây là phần mạch sau của con đẩy Smack Sound này. Ở đây có một cái cần gạt. Cần gạt này là gạt để tiếp mát. Đấy, cho anh em sẽ gạt GND để tiếp mát xuống đất nhé. Còn nếu GL thì là tiếp mát ra vỏ của con đẩy này. Đây là cái ốc để tiếp mát cho con đẩy. Đây là cái lỗ cắm nguồn. Đẩy này sử dụng cái dây cắm nguồn rời. Đấy, khi mua hàng thì anh em sẽ được khuyến mại thêm cái nguồn này. Đấy, nhiều khi mình đóng hàng quên ấy, anh em nhớ nhắc mình nhé, cho cái dây này vào. Nhiều khi nó nhiều việc ấy. Còn là cái bên này. Phía bên này là có hai cái cổng này, là hai cái cổng đấu để rắc ra loa dạng vặn xoáy nhá. Còn đây là hai cổng rắc ra loa. Cái dạng này là dạng Canon. Đấy, còn đây là hai cái vặn xoáy này, kênh A kênh B nhá. Đấy, kênh A kênh B. Còn phía bên này thì nó là cái có một cái cần gạt đây, các cái chế độ đánh của nó có 3 nấc. Khi anh em để ở cái nấc ở giữa thì nó là stereo, đánh ở stereo này. Còn anh em gạt sang bên tay trái thì là đánh parallel, đánh mono nhé. Còn anh em gạt sang bên tay phải này là đánh bridge, nó dồn kênh, hai kênh cộng 1 nhé. Ở chế độ bridge thì anh em đấu vào hai cọng đỏ này. Đấu hai cọng đỏ như này nhé. Đấy, như vậy rồi, đây là đầu ra.
nó vào tín hiệu này, và hai đầu lin lin để ra con đẩy khác hoặc là có thể đánh chế độ khác này anh em nhé. Máy thiết kế đẩy rất khó. Đây là nhìn từ phía sau cái đẩy này. Đấy, mạch thiết kế nó cực kỳ là ấn tượng. Đấy. Rồi chạy 20 sò nhé. Anh em có thể đếm sò là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 có một bên và bên này 10 con nữa này. Đấy. Được chưa? Tất cả linh kiện anh thử theo rõ này. Còn linh kiện đắt tiền anh em nhé, nên là nó đưa ra cái chất lượng của sản phẩm, chất lượng âm thanh rất là tốt. Đấy, anh em nào kết sản phẩm này thì liên hệ trực tiếp đến Nghĩa Đô có số điện thoại 0934573743, hoặc anh em có thể truy cập website nghĩadô.com hoặc đăng ký trang Facebook hoặc fanpage của bên Nghĩa Đô. Link của fanpage mình sẽ để phía dưới video này. Và đang đánh thử bằng cặp loa sạc pin Vega ST12 anh em nhé, phiên bản là model 2019 này, và chép to hơn. Đấy, một cái khía rất là đẹp. Chép này là xương gang nhá. Đấy, xếp xương gang. Clip lần sau để ghép, để ghép với vang số nhá. Thì bây giờ em đang ghép thẳng luôn. Ghép thẳng luôn. Anh em nếu lần đầu tiên đến với kênh Nghĩa Audio, hãy ấn subscribe kênh và nhấn chuông thông báo để nhận được những thông báo clip mới nhất, những sản phẩm và cập nhật giá bên mình nhé. Xin chào anh em, hẹn anh em vào clip lần sau.